Sau khi đi cầu tre xong rồi, sướng, ở Sài Gòn không thể nào có được cây cầu đó. Muốn đi được cây cầu đó là phải đợi tới Tết ở ngoài Nguyễn Huệ mà người ta dựng cái cầu đó cho mình lên mình đi mình chụp hình. Ừ. Còn đây là mình được đi mà mình không có phải cơ duyên nào mới được đến. Mà không phải khi nào mà ở ngoài Nguyễn Huệ người ta mới làm cái cầu đó. Vậy luôn hả ba? Đẹp lắm. Yeah.